chị ơi tới đây nhặt đây chiếc khăn đẹp này. Ô này đừng tìm trong rừng, kiếm trong rừng. Chân gà đây. Xịt đi nhá. Hôm nay có bao nhiêu thôi à? Ừ, hôm nay có ít thôi. Xoài này. Này, xoài uống đi. Hôm nay sang thế. Lâu lâu sang một tí cũng đáng mà. Cứ tưởng không quan tâm mà lại quan tâm không tưởng. Xúc động. Xoài này, tối thứ bảy tuần này xoài có bận gì không? Bận xem tivi với cả bận ngủ. Bởi vì một ngày làm việc quần quật cả hai công ty rồi, thế nên tối là mọi người cho ngủ. Ê. Sao đấy? Sâu gióm rơi vào người à? Mà cứ vặn vẹo thế. Xoài này, tối thứ bảy, 7:30 xoài ra cổng nhá, tớ đến đón. Xoài không ra là tớ không về đâu. Này, xoài cầm lấy. Cái gì? Cứ cầm lấy. Hồi hộp thế. Ê, để xem. Đừng bóc. Để đem về nhà hãng bóc. Thế chúng tôi phải về ngay ông ạ. May ra còn nhìn thấy bà ấy lần cuối. Thương bà Hoa quá. Lực bất tòng tâm. Chúng tôi về đây. Ông nhớ giữ tinh thần lạc quan, chăm sóc sức khỏe cho tốt, rồi còn lên chơi với chúng tôi chứ. Cảm ơn các bà. Những lúc như thế này, có mấy người bạn già bên cạnh cũng ấm lòng. Ông đã làm hết trách nhiệm của một người cha rồi. Ông đừng suy nghĩ gì nữa. Giờ ông phải lo cho bản thân mình. Các bác ơi, các bác nhanh nhanh lên. Không có đến giờ, y tá họ vào, họ thấy đông người, họ lại mắng. Vâng vâng, chúng tôi ra ngay đây. Ông yên tâm. Các bà cứ yên tâm về nhé. Ở đây tôi ổn mà. Có cậu em đây rồi. Các bà về an toàn nhé. Vâng. Thế chúng tôi về nhé. Thì chúng tôi đi nhé. Bà về. Có gì gọi điện báo cho tôi nhé. Lạc quan lên ông nhé. Các bác cứ yên tâm. Có tôi và các cháu ở đây chăm lo cho bác ấy. Cảm ơn chú. Thế chăm sự nhờ bác. Chú. Dạ vâng. Chúng tôi về. Dạ vâng. Cảm ơn các bác. Vâng. Ông cầm cái này đi đường, nhỡ tàu xe có gì trục trặc, còn có cái mà lót dạ. Ông cầm đấy. Cảm ơn bà. Tôi đi có dịp tôi lại lên thăm mọi người. Lên chơi nhá. Tôi đi nhá. Để tôi tiện ông. Xoài ra đây lâu thế này không sợ chủ nhà nhắc à? Có ai ở nhà đâu mà nhắc. Với cả
đây là việc chăm chỉ mà, với cả có trách nhiệm, chứ không phải là hay bỏ việc đi chơi đâu. Chỉ tâm sự với đảng ấy 3 câu xong đảng đây về mà. Bà Trúc tụ tập với nhóm bạn đi phượt rồi. Thế à? Để bà đi cho thoải mái, chứ bà ở nhà một mình cũng tội lắm, buồn mà. Này, hay là đằng ấy vào trong nhà tớ ngồi một tí uống cốc nước cho đỡ mệt đi. Thôi thôi, để tớ đi giao hàng luôn cho kịp. Không có nói chuyện với đây chứ gì. Không phải. Đúng rồi. Thật mà. Vâng, cô Linh ạ. À? Chưa, thì tôi vừa đưa hàng đi ship, bây giờ mới chuẩn bị dọn dẹp đây. À, vâng, vâng. Cô đến luôn à? À, vâng, vâng. Đi ship đi nhá, cô Linh đến. Đi nhá. À, nhớ tối thứ bảy nhá. Thứ bảy máu chảy về tim nhá. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Úi dồi. Trong giấc mơ nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Giờ này hết xe khách rồi đấy, anh định về kiểu gì? Tôi tự lo được. Con nhà các bà. Dạ, chào chào các bà. Bà ơi, ông đỡ chưa ạ? Cảm ơn cháu, ông đỡ rồi. Trang ơi, con thuê cho các bà một chuyến xe, các bà có việc cần phải về ngay. Sao các bà về sớm thế ạ? Bà Hoa sắp mất rồi con ạ, nên các bà phải về luôn. Vâng, thế để con đặt xe luôn ạ. Dạ, các bà đi cùng cháu đi ạ, không phải đặt xe đâu ạ. Cháu có xe à? Dạ, con đủ chỗ cho cả ba ba không? Dạ, cháu vừa lỡ chuyến xe khách, mà lại có việc gấp nên phải đặt xe về luôn. Cháu đi một mình thôi, các bà đi cùng cháu thoải mái. Thế con làm phiền cháu không? Dạ, cháu là bạn Trang, bà không phải ngại đâu ạ. Vâng ạ, các bà không phải ngại đâu ạ. Có xe đi là tốt rồi. Thôi, mình lên phòng dọn dẹp đồ đạc rồi ra giả phòng nhé. Vâng. Cảm ơn cháu nhé. Dạ. Đợi các bà một lát. Dạ. Các bà ơi. Các bà xuống ngay đấy. Cảm ơn anh nhé. Còn tiền xe của các bà ấy thì tôi gửi anh sau được không? Tôi không có nhu cầu tìm thêm người để chi tiền xe. Ý tôi có phải như thế đâu. Anh ơi, đợi em 10 phút nhá. Vâng ạ.